Một chiếc xe ngay cái đèn đỏ nè, bắt đầu đèn đỏ ở trong túm ra một nùi gần 30 cái cục tích xù, gió thổi bay cùng hết. Tôi nói mình phải nhớ cái số xe này để mình chơi cho được, cái mình nghĩ vô ích. Tôi nhớ là tôi đủ sức để nhớ đó, cái số xe nằm ngay trước mặt tôi mà ở trong cộng đoàn mới ra mà. Như vậy thì trong xe đó có bốn đứa nhỏ, nó nghĩ gì về cái người mẹ đã từng tung cái bao ni lông đổ hết tất cả rác ra ngoài, nó biết chứ sao không? Không, mình không làm gương đâu nói được, mình phải tập. Cho nên tôi vừa mới nói chính quý bà là người chịu chịu cái gánh nặng về thức ăn để lo cho sức khỏe, khuyến khích nó làm cái gì khỏe nữa. Nếu nó xin đi chơi thể thao, xin đừng cản, chỉ cản nó đi casino, đi làm cái gì xấu thôi. Nó có cái giải trí có lợi là xin khuyến khích. Thứ hai, nó biết tự giải trí rồi thì ăn uống và giải trí của nó mình theo dõi để giúp, rồi mình làm chung với nó. Và thứ ba là mình tập làm điều tốt cho nó thấy để rồi nó bắt chước. Vì khi mình làm xong một điều gì tốt, lương tâm mình nó được thưởng. Cho nên xin đừng quên, tôi lặp lại, hạnh phúc là hậu quả những gì mình làm chứ không phải mục đích mà mình chạy theo. Nhớ dùng chữ đó ha. Cho nên quý bà quý chị thử tưởng tượng, cứ làm cái gì tốt đi, hạnh phúc nó đi theo như cái đuôi mèo, không cần đi tìm nữa. Được không? Được ha. Trở lại vấn đề ha. Mẹ Teresa Calcutta đố các bà nữ tu dưới quyền của mẹ rằng cái gì là điều quan trọng nhất trên đời, và chính bà trả lời gia đình. Xong bà đố tiếp, cái gì phá hoại gia đình nhiều nhất? Bà trả lời luôn, tính nóng. Nó không có sai đâu á. Một người nữ tu thánh thiện đã nghiền ngẫm suốt một đời để cho câu trả lời, để mình biết, mình đề phòng. Cái quan trọng nhất của đời của mỗi người là gia đình. Cái tàn phá gia đình nhiều nhất là tính nóng. Kế đến mới tới sự ích kỷ. Cho nên mình tự ái chẳng hạn, rồi cái tự ái thấy như bị xâm phạm, mình nổi nóng lên, rồi mình nhất định mình lì trong đó, không lúc lui ra nữa, thì tan. Gia đình đổ vỡ thôi. Đường ai nấy đi, tội nghiệp. Tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ đó. Cho nên nhớ lại lời của bà mẹ Teresa, bà nói mấy câu chí lý thì mình nhớ để mình biết, để mình đề phòng. Đừng tưởng người nữ không nóng. Nữ có cách biểu lộ cái nóng của mình. Cho nên xin nhớ ông Scott Peck, ông nói gì? Hạnh phúc ở đời ai biết trì hoãn được tính nóng của mình. Delay, trì lại chút thôi, đừng làm liền, thì lần lần sẽ làm quen. Nên nhớ nhân đức là thói quen, làm điều tốt. Mà mình tập lùi cái cơn giận của mình lại chút nữa đã hãy nói, chút nữa hãy nói, thì lần lần mình cũng có thói quen kềm chế được. Nó gọi là control được, thấy không? Ông Thánh Don Bosco cũng có một cái hay, mỗi lần ông nhận một loại bức thơ mà ông nhìn tuồng chữ, hồi đó đâu có đánh máy viết chữ, là ông biết cái người đó viết thơ để chỉ trích ông, mà là học sinh của ông. Mấy lần đầu ông mở ra ông đọc xong ông trả lời liền một cách rất hằng học. Nhưng sao ông nghĩ vô ích, ông thấy cái tuồng chữ đó, ông lỡ ông nghiêng cái tượng Đức Mẹ ông nhét dưới, ông nói mẹ đọc trước đi. Nó chửi con á, mẹ đọc hết đi. Xong rồi ông đi vòng vo Tam Quốc, muốn đọc lắm cũng khoan đã. Tối hả? Cũng khoan đọc đã. Sáng hôm sau lấy ra đọc, lòng nó nguội rồi. Mà hình như có Đức Mẹ đọc trước à? Thế cũng hay hay. Cho nên những câu trả lời của ông không bao giờ hớ. Có một người đồ đệ của ông sau này là người nối nghiệp, làm cha tổng quyền đó. Rời nhà dòng và ông gửi thơ liên tiếp trong 11 năm. Cứ mỗi lần ông gửi thơ là bị gửi thơ lại, trả lại nguyên cái thơ đó kèm theo một cái thơ chửi.
ông cứ kiên trì. Lúc đầu ông tức, ông thấy thôi đừng làm nữa, vô ích mất giờ. Nhưng rồi ông nghĩ sao, khi ông kềm chế được tính nóng, tiếp tục gửi, và cái người học trò đó tự vác xác trở lại. Rồi khi ông qua đời, thì cái vị đó làm linh mục tổng quyền. Đâu ai ngờ được. Nếu ông bỏ luôn là xong rồi. Nhà dòng mất đi một nhân tài rồi. Thấy không? Phúc cho ai trì hoãn được tính nóng của mình. Nó đúng đó. Nhưng rộng hơn là ông Scott Peck, ông có nói phúc cho ai delay cái gratification của mình. Gratification chắc chắn là mấy chị hiểu cái nghĩa đó, có nghĩa là những cái xúc cảm khoái lạc của mình. Sướng cái miệng của mình, thỏa mãn tính kiêu căng của mình. Tất cả những cái đó nó nằm trong chữ gratification. Nếu mình biết trì lại một chút, ngồi vào bàn thấy cái món nó ăn ngon đó, trong các nhà dòng thì người ta nói khoan gấp đã. Mà cứ nghĩ khoan gấp thằng khác nó gấp. Tội nghiệp phải chiến đấu. Khoan gấp đã, thấy không? Nhận được một cái thơ mà thấy tuồng chữ thân yêu từ gia đình gửi ra chẳng hạn, khoan đọc đã, để đó, khoan đọc đã, tập kềm lại một chút. Chậm lại một chút thôi. Ông tiến sĩ Scott Peck, ông đâu có nói xin quý vị ignore, là quên đi những cái khoái cảm, những cái tính nóng của mình. Quên sao được? Ông khôn, ông không nói ignore, mà ông nói delay, trì nó lại chút, rồi hãy làm. Xin quý bà, quý chị, ít nhất trong cái đại hội này, mình về mình khuyên nhau, ừ, cũng nên tập delay lại một chút. Có cái câu chuyện là có một cái bà lên nói với bác sĩ tâm lý, nói gia đình tôi cãi nhau hoài, không có ngày nào không cãi, đến nỗi mà rất bực mình, đầu óc tôi lùng bùng, tăng sóng nó lên này, ông thấy không? Bác sĩ nói bà cũng đang tức tôi hả? Cái thấy hơi quê quê. Ngồi xuống, bà im đi, bà lấy ly nước bà uống. Vậy bà tới đây để hỏi tôi cái gì? Tôi đâu phải là bác sĩ y khoa, tôi là tiến sĩ về tâm lý, counseling thôi. Bà nói ông có cách gì không? Ông không làm bác sĩ nhưng ông cũng biết thuốc, cho tôi uống vô để bớt cãi nhau. Bác sĩ nói à, cái đó thuốc tôi có. Thuốc tôi có. Ông vô ông lấy cái lọ gì không biết nữa, ông ghi trên đó là thuốc hết cãi nhau. Ô, ông ghi rồi đó. Bà trời, tôi tin tiến sĩ nói mà. Tiến sĩ nói là phải linh lắm. Rồi uống sao đây bác sĩ? Bà về, mỗi lần chồng bắt đầu to tiếng thì bà lấy cái ly nước ra, bà bỏ vào một viên thôi, bà khuấy lên. Lúc đó đừng nói nó mất linh. Bà khuấy lên cái bà ngậm vô miệng, đợi cái thuốc nó tan, nó thấm hết, rồi bà nuốt từ 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 từ. Có một tuần bà lên, bà nói hay thiệt cái thuốc ông hay rồi. Hết cãi nhau rồi. Ông chồng tôi, ông cũng bắt đầu ông nhìn lại, ông cũng thấy ông lố rồi. Tại sao vậy bác sĩ, sao hay vậy? Bà đâu có mở miệng đâu, bà phải ngậm thuốc. Mà hỏi thuốc gì vậy bác sĩ? Đường không à? Mấy cái viên glyco thôi. Nó lại có người ngồi cười. Tại mình nhanh quá đi, mình phản ứng lại. Mà ông Scott Peck ông có nói đúng, hướng về gia đình là hướng về sửa chính mình trước đã. Muốn cho gia đình hạnh phúc, mỗi người phải tự tu thân. Mà tu là sửa. Sửa lại. Sửa dấu hỏi đó. Chứ cái cầu Thị Nghè hồi mới 30 tháng 4 nó để sửa không đa dấu ngã đó. Bộ đội sắp hàng vô, cho tớ một ly. Nó nói ở đây dầu nhớt không làm gì, vô đây mua ly gì. Đấy, để sửa không đa thì tớ vào tớ uống không được à. Chị Lan ngồi lắc đầu tội nghiệp. Nhưng mà nhớ nha, nhớ ôn lại ba điều thôi nó quên đó. Đối với cá nhân mình thì cũng vậy, lo sức khỏe của mình, biết chấp nhận cái gì mình có là ân huệ Chúa ban, biết tự giải trí và biết tập làm điều tốt cho người khác. Bốn cái đó. Rồi cái chuyển qua gia đình cũng vậy. Hễ gia đình thì sao? Mình góp công vào việc giữ gìn sức khỏe cho chồng, cho con, cho cháu, vân vân. Trong đó có chính mình. Thứ hai, mình tập cho những người đó biết cách giải trí có lợi, có ích.
và mình tham gia vô đó càng tốt, vì mình cũng cần giải trí. Những cái gì mình chơi mà có lợi, xin đừng từ chối. Muốn tập cũng được. Cái đất nước này đầy những trò chơi. Tháng trước, tôi mới đi tháng trước trong cái club bắn súng của tôi. Tôi vừa vô là tôi nghe trong cái hầm bên dưới là đùng 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 mà một loại súng nổ to. Cái côn 45 á, nổ to lắm. Cái là thằng huấn luyện viên nó nhắc tôi là phải để cái earmuff lên. Tôi gắn lên rồi. Tôi vô tôi thấy một bà có thai bụng bự như này, người Úc đang bắn. Tùng, 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 tùng. Tôi đợi bà bắn xong ra. Tôi chưa có dám bài súng tôi ra. Đó biết đâu bà đang lên cơn, bà giận ai, bà bắn cái bia cho đỡ tức đó. Rồi mà mình chọc chọc bà bắn mình. Cái thấy bà chùi súng, bà kêu huấn luyện viên tới kiểm tra lại súng có an toàn chưa. Thì tôi mới quay sang tôi chào. Và tôi nói, bà không có disturb, bà, your baby hả? Bà nhìn tôi, bà cười, bà nói nó quen ai. Từ hồi nó mới bắt đầu tháng thứ nhất tôi cho nó đi nghe rồi. Nó hết giật mình, tháng đầu nó giật mình. Mai mốt nó ra là tôi dẫn nó đi vô club này nè. Ghê chứ hả? Đâu có hại ai đâu. Vui thôi. Nhưng mà người Việt mình không dám nghĩ tới, thấy không? Nhiều khi cái quan niệm nói nữ mà chơi súng. Họ đâu có mua về nhà. Cái loại người đó là họ chỉ đến đó, họ thuê cây súng 10 đồng một giờ, bắn đã, mua đạn, bắn nhiêu bắn, rồi đi về. Khỏi tay, khỏi mất công giữ súng ở nhà. Súng ở nhà phiền toái lắm. Con nít lấy ra lấy vô, rồi phải có cái tủ nữa. Cảnh sát tới check cái tủ đó, đủ thứ chuyện. Cho nên những người họ chơi như vậy vui hơn. Đâu ai cấm, đó là một trong những cái giải trí mà. Càng ngày càng đông người, quý vị ơi, tôi không biết sao thời này, tôi nhìn trong cuốn sổ ghi danh đó, cái số của thứ tự của membership mà nó đi vô đó đó, nó tăng quá mau. Tức là nhiều người nhập vô cái club. Tôi cũng dắt được ba cha Việt Nam vô rồi, giờ nó coi tôi như ân nhân á. Một cha, hai cha Việt Nam với một người chồng của một chị ngồi đang ở đây. Những gì mình nói nhau giống như tâm tình vậy. Nhưng mà xin hãy chọn một cái thôi, đừng có làm hết. Ví dụ, mỗi người về hôm nay tôi biết lo cho sức khỏe của tôi hơn. Tôi tập thể thao một chút, hay đi bộ, đừng có tiếc giờ. Đang khi đi bộ có thể lần chuỗi được mà. Bỏ số chuỗi trong túi. Còn nếu không, mình đếm bằng tay. Đâu có bắt buộc. Cái số chuỗi là cái phương tiện chứ đâu phải là cái chính. Có nhiều người lên trên Bullsbrook lấy một số chuỗi về. Mà số chuỗi đó, cái nhóm làm tôi biết. Cái nhóm mà chuyên môn ngồi làm nó làm rất nhanh. Thì tức cười lắm. Về cái hỏi tôi, cha, chuỗi người ta làm cái mình lần là người ta hưởng. Đố mà tôi giải thích được á. Nói mấy ông không tin. Cái tôi nói giờ thì bà phải bỏ vô cái túi quần của bà cho nó thấm cái hơi của bà. Rồi lần lần cái nó thành cái mùi của bà. Rồi bà lần thì bà hưởng. Chứ giờ giải thích làm sao? Một cái niềm tin nó lệch lạc như vậy rồi làm sao giờ? Cái đó là phương tiện để đếm. Mình đề cao là vì mình kính trọng. Chứ không phải vì đó mà nói chuỗi của người ta. Cho nên nhiều người nhặt được chuỗi của trung tâm nè. Là đem vô túi à. Tôi nói đẹp quá giữ đi. Chứ giờ người ta đâu có nhớ nữa để lấy lại. Nhất là mình, tôi đang cần một cái tủ để là lost and found. Những cái đồ để quên đây tôi tích trữ một tủ của tôi trong kia rồi. Mà chắc anh Minh anh sẽ làm. Anh Minh chị Phượng đó sẽ làm rồi. Mình sẽ treo lên cái đó. Rồi bỏ vô đó cho người ta nhận lại. Đó nhiều người cầm số chuỗi rất đẹp vô. Cái tôi nói thôi giữ đi chứ giờ để đây cũng nằm đấy nè, 5-6 năm rồi, ấp lẫm rồi đó, đủ thứ chuyện đó. Cái nó không có của người ta, con chẳng bao giờ lành. Thấy không, cái lập trường rất rõ, thấy không, rất là vui mà rất sai. Sức khỏe nhớ nha, nhất là tập đừng có thức khuya quá, phim tập Hàn Quốc. À, chơi game. Nữ cũng chơi game nữa. Ô lại Chúa, có hả? Trời, họ rành hơn tôi nữa. Tôi biết có chơi solitaire hết rồi.
ghiền luôn, ôi trời hay thiệt. Nhưng mà nhớ phải delay được cái khoái cảm của mình để mà mình stop để đi ngủ. Vì tiếng Anh nó có câu gì? Early to bed and early to rise will make you healthy, wealthy and wise. Nó có vần có điệu của nó. Đi ngủ sớm, sức dậy sớm sẽ giúp bạn khỏe mạnh, giàu có, rồi vì không tốn tiền mua thuốc và thông thái, đầu óc nó thông minh hơn. Còn quý vị mà sáng tối tác cái này có thưởng đó, thưởng đáng giá đó chứ không phải chơi đâu. Rồi hát thử liền đi, cũng chấm điểm luôn. Ừ, nếu mà hát mà nó thấy mùi mẫm á thì là thưởng luôn tại chỗ. Đó yêu cầu đó, tổ một đề nghị. Tại vì hồi nãy con ngồi hoài con mỏi quá, cho con giấc con muốn đứng lên thôi. Chứ cái thứ hai là con muốn đứng gần cha, tại chưa bao giờ con đứng kế gần cha. Rồi cái bài của con hát thì không có hay đâu, nhưng mà con cũng cố gắng, con cha đệm đệm giùm con cái nhạc. Trên đường đời lắm gian truân, con mong chờ hạnh phúc. Ôi thời gian sao lướt qua nhanh, con vẫn tiếc với đời. Hiện tại con có ba đứa con, đứa nào cũng ngoan ngoan. Nguyện cho chúng nó siêng năng, con sẽ về theo cha. Cái đó đợi biết đâu mai lại có những câu khác, cứ ghi nhận đó đi. Mai tổ 2, tổ 3, tổ 4 người ta tối tác ra mấy câu khác biết đâu. Nhưng mà câu này nói về gia đình hay, đúng chủ đề đó. Mà sao con quên nhắc tới một đứa con lớn nữa. Thằng lớn ghê vậy à. Mà hay thấy không đó, nhạc đúng, điệu đúng, rất là hay đó. Là coi như thuộc rồi đó, bác Văn nào. Phe ta thuộc mau lắm, chứ gì chứ bài hát thì thuộc rất mau. Nhớ vậy, thêm cái nữa. Trong đời sống tâm linh, gia đình nào mà thật sự có lòng yêu mến Chúa thì chắc chắn có hạnh phúc, mà cũng chắc chắn có nhiều thử thách. Cái đó nó nghịch lý, nghe thấy muốn sợ. Nhưng cái hạnh phúc là phần thưởng mà, chứ đâu phải cái mà mình được êm trôi, làm ăn phát đạt, không bị thua lỗ gì, không ai lường gạt gì, không ai giật hụi gì. Lại giật hụi hai lần rồi còn đòi gì nữa. Cho nên xin phần thưởng nằm bên trong. Cho nên nếu như mà mình thấy rõ ràng trong tâm hồn mình có Thiên Chúa thì cũng chắc chắn Chúa thương người nào, Chúa thử người đó. Không quá sức mình đâu, đừng sợ. Nhưng mà có thử. Và khi mình qua được rồi, mình nhìn lại, mình sẽ thấy mình yêu mến Chúa hơn, tự tin hơn và yêu mến người bạn đời của mình hơn. Vì cả hai cùng gian khổ. Cho nên xin nhớ vậy, là nhắc lại nha, cái chữ enthusiast của tiếng Anh, trong đó có cái tiếp đầu ngữ là en, là in, là ở trong. To là cho chữ theos mà ra, nghĩa là Thiên Chúa. Niềm vui nó chỉ có thật sự ở trong Thiên Chúa. Cái hưng phấn mà mình cảm thấy đó là nó nằm ở trong cái chân thiện mỹ. Mà chân thiện mỹ tuyệt đối chỉ có Chúa có. Đây không phải quảng cáo về tôn giáo, nhưng rõ ràng những người chân tu đều hạnh phúc. Mặc dù cuộc đời họ nhìn thấy ghê, ông Maximilian Kolbe bị bỏ đói trong cái bưng kè. Người ta chết hết, ông vẫn còn sống vì ông hạnh phúc. Rồi mấy người Đức nó vào, nó thấy ông còn sống, vẫn còn tỉnh, chích cho mũi thuốc độc để chết luôn. Mà đáng lẽ ông đâu chết, ông chết thế cho một người trung sĩ của Hòa Lan. Bước ra ông nói cho tôi chết thế. Linh mục dòng Francisco mà mình có vị thánh mừng trong tháng 8 sắp tới.
chúng ta thấy một Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận 13 năm tù mà hết 9 năm ở một mình, gọi là biệt giam. Cứ tưởng tượng cứ 9 năm có gặp nói chuyện với ai hết á, trừ ra những lần nó hỏi cung lúc đầu thôi, rồi sau nó cứ để đó. Mà ông cũng tìm cách lân la nói chuyện, rồi dạy tiếng Latin cho mấy thằng lính gác á, dạy mấy cái bài tăng tu mego sacramentum, nói đó là nhạc nước ngoài, nó thích nó lại hát để nó chầu thánh thể. Nó hát nhói trời đó, nhất là cái bài Venite, bài xin Chúa Thánh Thần đến đó. Ông nói họ thuộc gần hết đó, bằng tiếng Latin. Nhưng mà cái đầu óc hay thiệt. Ngài ngồi đó mà ghi. Tôi thấy cái quyển từ điển đó nha, viết bằng tay, do những tờ giấy tự kẹp lại. Từ điển gì? Anh, Pháp, Latin, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Năm thứ tiếng để nhà bà cố ở Sydney á, ngồi không mà họ bắt đầu hết nghi ngờ thì họ cho giấy viết, ông xin, thế là rồi viết, bắt đầu vận ABC làm. Và lúc nào cũng, lúc đầu ngài buồn đó, ngài tâm sự đó, lúc đầu bị giam ở cây vong Nha Trang, nghe tiếng chuông nhà thờ đá vang lên, lúc đó mới 38 tuổi, là một giám mục trẻ nhất thời đó, đi từ Roma về. Tuổi này trên đồi La Sang kéo nhau ra phi trường đón mà, đón chung với dòng Chúa Cứu Thế và Francisco nữa. Trẻ và đẹp trai nữa. Rồi có mấy năm mà? 38, mộ thân, tới 75, làm giám mục mới có 7 năm. Cho nên ngài còn đang hăng, nghe tiếng chuông, ngài bật dậy, ngài khóc. Ngài nói lại Chúa, bây giờ vô ích, thừa thải, ngồi đây, bao nhiêu chương trình của tổng giáo phận đành phải bó tay. Cho nên ngài tức. Cái rồi tiếng nói nào đó nói, con đi tìm công việc hay con đi tìm ta? Nếu con đi tìm ta thì đây là thời gian con gặp ta nhiều nhất. Còn nếu con đi tìm công việc, con sẽ thất vọng là vì con không làm được nữa. Cho nên ngài phân biệt rất rõ cái mà doing for hay là being with. Nhiều người mình tưởng hạnh phúc gia đình là cứ mãi mê làm cho người thân của mình. Doing something for someone whom we love. Sai. Being with them. Cứ ở kể bên họ. Ở với họ mới là cái chính. Thánh lễ đâu có bao giờ chúc Chúa làm cho anh chị em. Không. Chúa ở cùng anh chị em. Khi người ta ở cùng với mình thì không lẽ anh ta không ra tay? Mà mình cứ phải mãi mê đi làm, rồi tới lúc mình đủ cơ ngơi rồi mình nhìn lại thì tuột mất người này, rớt mất người kia. Cũng là dịp lâu lâu đại hội để mình ôn lại với nhau. Trong đời tu cũng vậy, nhiều vị mãi mê làm. Mà cái bài tin mừng hôm nay, cái đoạn chót nói đó, tầm thường thích cái đoạn đó lắm. Nước trời giống như lưới thả xuống kéo lên bờ, ngư ông ngồi lựa. Có nhiều vị chủ chăn không có giờ để lựa nữa. Không biết cái gì tốt, cái gì xấu trong cái giáo xứ của mình. Không biết cái gì tốt, cái gì xấu nó vào tâm hồn mình mỗi ngày. Nên như cái lưới nó cứ kéo vào, không có giờ. Hồi tôi ở trong chủng viện ông cha Tim Corcory đó, ông nói một câu rất hay, ông nói you là các anh đó, đừng mơ mình sẽ là một người administrator giỏi. Có nghĩa là quản lý chỗ nào cũng giỏi. Lúc đó không phải là một pastor. Một pastor là một người shepherd, một người chăn chiên, biết săn sóc. Mà người biết săn sóc thì dành giờ cho con chiên. Chứ không có nói I'm so busy to visit them. Ông nói rất rõ nhưng mà nhớ hay không là do mình. Cho nên có những dịp giống như vậy mình ôn lại để hôm nay thế ít nhất tôi về tôi sẽ làm gì để cho chồng con tôi hạnh phúc bằng cách ăn uống thanh đạm, sức khỏe hơn. Rồi giải trí chung với nhau cho vui. Rồi tập giúp nhau làm điều tốt để con cái nó thấy. Bởi vì khi mình làm điều tốt thì cái hạnh phúc nó chạy theo mình. Rồi,
cho tôi đúc kết lại bằng một câu kinh nhé. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày thứ bảy từ sáng đến giờ. Những cái gì xấu, tốt, con dâng lên hết cho Chúa. Những cái làm con mất hạnh phúc của chính mình do tính ích kỷ, do nhỏ nhen, do nóng tính, xin dâng lên cho Chúa. Những cái con làm mất lòng người khác vì sự thô thiển, không tế nhị, hay đôi khi do ghen tị, xin dâng lên cho Chúa. Xin cùng hát với nhau bài Một Ngày Vừa Hết. Ai cũng còn thuộc mà. Xin mời 2, 3. Một ngày vừa hết, con tổng kết điều dở điều hay. Chúa ơi thành tâm, con đến tạ ơn Chúa hôm nay. Một ngày vừa hết, con xin dâng cả ngày mai tới. Sang trang vở mới, con với Ngài sẽ cùng đi. Chúa ở cùng quý bà và quý chị. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho quý bà và quý chị. Amen. Ngày mai có một ca sĩ trẻ hơn, Dominico Nguyễn Hoàng Dương, sẽ đến với đề tài này. Tôi sẽ giúp sinh hoạt thôi nha. Chúc quý bà ngủ ngon.